Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu có mặt tại Hồ Tràm cùng với Phường Thạch để review cho mọi người biết đến là Hồ Tràm có những cái địa điểm du lịch như thế nào không Hồ Tràm. Phải không Phường Thạch? Đúng rồi các bạn. Thì rất là nhiều người có những cái tour du lịch đi đến Hồ Tràm tầm khoảng 2-3 ngày 2 đêm đó Phường Thạch. Thì Phường Thạch có thể là chi tiết cho mọi người biết đến là có Hồ Tràm có những địa điểm nào mình có thể tham quan du lịch trong vòng 3 ngày 2 đêm như vậy, và mình ở những cái villa resort hay là những cái condo hotel như thế nào phù hợp hay không ạ? Chào Phước Sửu và chào mọi người. Thường thì khách mà xuống Hồ Tràm nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm á, thì Phượng sẽ hay tư vấn khách đi nghỉ dưỡng như sau. Ngày đầu tiên thì là như Sửu hôm qua đã từng trải nghiệm, là chúng ta sẽ có một buổi sáng như trước kinh dực. Sau đó là chúng ta sẽ đi ăn trưa về nghỉ dưỡng, về nghỉ ngơi. Sau đó là chiều chúng ta sẽ đi tắm biển. Rồi thì ngày hôm sau nữa thì sẽ có tùy đoàn là người lớn hay là nhiều trẻ con hay là thanh niên, thì mình sẽ có những lựa chọn. Ví dụ như người lớn mình sẽ offer cho họ đi tắm suối nước nóng Bình Châu. Còn nếu mà có nhiều trẻ em á, thì sẽ đi tắm ở Tropicana Hồ Tràm. Còn nếu như trong trường hợp mà các bé mà thích cư lưu mạo hiểm thì cho đi cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa rồi check-in rừng nguyên sinh Phước Bửu không? Đúng rồi. Buổi chiều thì có thể là mọi người đi tắm thác. Ủa, đã tại Hồ Tràm có thác luôn à? Hồ Tràm có thác, bất ngờ chưa? Bất ngờ quá. Hồ Tràm hay dẫn khách đi tắm thác rồi hướng dẫn mọi người đi bắt thêm. Dễ thương lắm. Đó là ngày thứ hai. Còn ngày thứ ba thì trên đường về lại Sài Gòn thì Phượng hay tư vấn mọi người là đi vào Bull Green ở Châu Đức, để chúng ta sẽ có cái trải nghiệm về cái văn hóa cồng chiêng, đàn đá và ẩm thực rất Tây Nguyên, như là cơm lam, gà nướng, rồi đúng kiểu như muối kiến này. Wow, muối kiến bọc cần này. Đúng rồi, kiểu vậy đó. Rồi các cái thịt nung đun gì đó, đại loại là rất là ngon. Ở đó có rất là nhiều các cái không gian của người nhà người dân tộc, của người đồng bào đấy. Thì vào trong đấy chúng ta ngoài cái thưởng thức những cái món ăn rất là đặc trưng của Hồ Tràm, thì cái ngày cuối cùng về thì chúng ta lại thưởng thức những cái món ăn Tây Nguyên rất là thú vị, rất là trải nghiệm. Tuyệt vời. Như Phượng Thạch là một cái local tour guide ở đây phải không? Đúng rồi, mình là một local tour ở đây, thì khách xuống dưới đây thì cũng sẽ đón khách và cùng lên xe với khách và hướng dẫn và cho khách hàng có những các cái kiến thức thông tin về địa lý cũng như là thổ nhưỡng, rồi cũng như cái du lịch hướng cảnh nơi đây. Chính xác, giống như cái vị trí của Phước Sửu và mà Phượng Thạch đang ngồi là một quán cà phê rất là chiều. Một quán cà phê khá đẹp và có một cái tầm rất rất là đẹp, rất là chiều mát lắm luôn á Phượng Thạch ạ. Vì Phượng cũng là dân Sài Gòn về đây, cho nên cái cảm giác đầu tiên mà Phượng vào cái quán này, Phượng có wow, nó giống như là chúng ta đi lên Đà Lạt, và chúng ta cũng có hồ, chúng ta cũng có những cái không gian nó rất là mát mẻ và trong lành. Và thức uống ở đây rất là ngon, nhân viên thì rất là thân thiện. Tuyệt vời. Và có một cái điều đặc biệt đó là nói đến Hồ Tràm thì giới trẻ thường hay check-in. Thì Hồ Tràm nó có những cái gì check-in mà trong 3 ngày hay đêm đó mình có thể check-in đến Hồ Tràm mà thú vị, chụp hình, lấy cam rồi bay làm video làm sao TikTok cho nó hay nhất. Nếu mà làm chủ yếu về check-in á, về check-in á, thì Phượng nghĩ rằng là đầu tiên là chúng ta check-in ở rừng, là chúng ta có những cái tấm ảnh cực kỳ đẹp, không ở đâu đẹp bằng luôn. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ check-in ở như cầu đi bộ ra biển dài nhất châu Á, Hampton. Đúng rồi, là cái địa điểm thứ hai. Cái địa điểm thứ ba là chúng ta có những cái bãi đá ở ngoài biển. Wow, có rất bãi đá rất đẹp không? Rất là đẹp luôn. Rồi chúng ta sẽ có những cái buổi check-in, ví dụ như là vào cái đồ gỗ resort, chúng ta sẽ chụp hình với lại đồng lúa xanh bát ngát và đồng sen. Chứ nó là những cái cảnh con trâu đi cày. Chính xác, dễ thương lắm. Rồi đồng cánh đồng hoa sen, rồi là bắt cá bằng nơm. Rồi đi thác cũng là một cái thú vị, thay vì chúng ta phải lên tới Đà Lạt, chúng ta phải lên tới Đắk Lắk, Đắk Nông thì chúng ta mới có tắm suối nước khác, nhưng về đây cũng có. Rồi, thì và một thì... cái nữa đó là cao cấp hơn. Ở đây có casino hay không? Có chứ, ở đây có chúng casino. Ta có casino nè, chúng ta sẽ có sân golf 18 lỗ nè, rồi chúng ta sẽ có rạp chiếu phim,
chơi bowling, rồi bar, rồi những cái quán nhạc acoustic vô cùng dễ thương. Dạ là thường vàng hạ cánh, đầy cái đủ tất cả Hồ Tràm đều có hết. Không phải như xưa, Hồ Tràm bây giờ là không phải như hồi xưa là chỉ bó buộc trong một cái cụm nhỏ, mà bây giờ nó lan rộng tất cả những cái huyện xuyên mộc luôn. Đúng rồi bạn. Rồi là ở đây ngoài hải sản ngon mà giống như vượt thập đã nhà mình ngày hôm qua thì có những cái món gọi là rất là bình dân về đồng quê và những cái loại trái cây, thì Phượng Thạch có thể là nói sơ qua những cái loại trái cây mà mình có thể tự hái và ăn ngay tại vườn được không? Cái đất hộ xuân mộc mình dễ thương, một cái là trồng cây gì cũng tốt, và những cái cây mà gọi là đặc sản ở dưới này là cây nhãn, và 1-2 tháng tới là đúng vào mùa. Và có rất là nhiều vườn, họ rất là welcome khách du lịch tới và hái tận vườn ăn. Quá nhãn dưới này là có nhãn xuồng này, nhãn thái này và nhãn bắp cải. Nhãn bắp cải dưới đây rất là đặc biệt, thường là các bạn đi mua rất là khó, phải về đây mới mua được. Cái nhãn nó rất là ngon, giòn. Ngoài ra thì ở dưới này có thanh long, nhưng mà thanh long có 3 loại, trắng, loại luôn, đỏ, vàng. Thì cũng rất là dễ thương. Ngoài ra, ngoài hải sản, ngoài trái cây ra, trái cây là mình còn nhắc chưa quên đến một việc ngày hôm qua, một loại trái cây rất là ngon, đó là xoài đấy. À, xoài, đúng cực rồi. Cực kỳ ngon luôn, xoài rất là thơm luôn. Thơm. Phượng có quen vài cô ở địa phương, cô lâu lâu vẫn kêu Phượng qua hái xoài. Cái xoài gì mà nó không giống xoài Thái, mà không giống xoài cắt hòa lọc, giống như là hai thẳng lai nhau á. Thì nó ăn vừa mùi của cắt hòa lọc ngọt, mà lại vừa thơm mùi xoài trái. Ăn dễ thương, rất là dễ thương. Quá tuyệt vời, rất là ngon luôn. Và còn là nhiều loại trái cây khác nữa mà đến Hồ Tràm thì chắc chắn là phải thưởng thức, vâng. Tất nhiên là còn chưa nói là mình có thể vào từng những cái vườn trái cây, và có một điều đặc biệt là ở đây có khá nhiều đồi cừu, đồi cừu Châu Đức nè, rồi đồi cầu, đồi cừu Quốc Bửu nè, rồi đồi cừu Vương Điền nữa bạn. Vương Điền, Vương Điền cũng có một khu đồi cừu trước kia, rất là dễ thương, chụp hình cưới là tuyệt vời luôn. Đúng rồi bạn. Rồi chưa nói là những cái thường thường khi đến biển thì có những cái loại hải sản để mua mang về, thì mua ở đâu, và Phượng Thạch có thể chia sẻ một vài cái trải nghiệm bí quyết để cho khách hàng mà khi ghé đến Hồ Tràm để mà chọn được những loại hải sản cực kỳ ngon. Nói về hải sản thì cá nhân Phượng á, riêng mà nói là Phượng có bán hải sản và mình lựa hải sản ngon nhất ở cảng Bình Châu đem về cho khách. Nhưng mà nếu mà khách mà tiện đường thì có thể ghé ngã tư Hồ Tràm, ở đó có những cái vựa hải sản thì mình có thể, nhưng mà mình biết lựa thì nên tự tay mua, lựa thì dễ thương hơn. Và trong trường hợp mà không biết là sao mà có hải sản ngon thì cứ alo Phượng. Phượng nơi tại Sài Gòn luôn. Tận Sài Gòn, tận nhà luôn. Mà bạn biết không, tức là hải sản ở như Hồ Tràm ngon nhất là cái con mực lá. Mực lá. Con mực lá ăn một lần là nhớ hoài luôn. Đúng rồi. Rất là ngon. Còn chưa nói là nhà Hà Phường có thể dẫn mọi người đi bắt những cái con chim ở ngoài những bờ sông á, nấu những cái nồi cháo, vâng, nồi cháo quá tuyệt vời luôn. Và cảm giác như là mình về Hồ Tràm mình không có phải là du lịch mà theo dạng như là ở resort hay là ở những khách sạn 5 sao nữa, mà trải mình nghiệm. Trải nghiệm nhất là cho những cái đứa trẻ còn nhỏ trong gia đình và chưa có cơ hội gọi là hòa mình với thiên nhiên. Đúng thì rồi. Đây là một cái cơ hội cực kỳ tuyệt vời, phải không? Đúng rồi, nó cũng xuất phát từ cái cá nhân của gia đình Phượng, tức là Phượng cũng có hai em bé. Thì mình trước đây mình đi nghỉ dưỡng, mình cứ thuê một cái khu nghỉ dưỡng nào đó rồi mình ăn rồi mình ngủ nghỉ đó, xong mình về. Mình rất là ít cái cơ hội để trải nghiệm bên ngoài. Thì về đây Phượng mới đi khám phá và bắt đầu là cho khách hàng những cái chuyến trải nghiệm như vậy. Họ về họ cứ wow lên, ôi đi đã quá, tức là họ không ngờ là ở dưới Hồ Tràm ngoài những cái khu nghỉ dưỡng như thế mà lại có những cái nơi trải nghiệm như thế. Cho nên là khách họ cứ hết đợt này đến đợt khác, đến đợt khác là họ cứ nói là Phượng ơi, thiết kế cho một cái chương trình trải nghiệm thật thú vị đi, thay vì họ chỉ xuống biển, họ chỉ ăn hải sản, họ tắm biển xong họ về. Dạ đúng rồi. Rất là nhiều người dân địa phương ở đây cũng thắc mắc lý do tại sao lại những cái đoàn, những cái tour này họ biết đến những chỗ đó, mà trong khi là chính là người họ ở địa phương họ còn chưa biết những cái địa điểm mà nó có tại Hồ Tràm như vậy. Rất là chiều, rất là tuyệt vời luôn, và phải nói là very tiền là xuống rất là ít, chỉ cần số lượng thấp rất lắm. Là thấp lắm là mình có thể trải nghiệm được luôn rồi. Đoàn mà Phượng thiết kế 25 người đến 30 người á, thì chi phí cả tiền ăn trưa, ăn tiệc barbecue tối 11 món, ăn sáng hôm sau và ăn trưa hôm sau nữa, và tiền phòng tất tật, chưa tính tiền xe thôi, là chi phí dao động đâu đó khoảng 1.3 triệu một người.
1.3 triệu một người mà ở mấy ngày mấy đêm vậy? Hai ngày một đêm. Chúng thì bây giờ ở 3 ngày 2 đêm thì nhân lên. Khi khi nó rẻ hơn còn triệu 1 thì sao? Trời ơi, trời cực kỳ tuyệt vời luôn. Rồi cảm ơn những cái gì sẽ cực kỳ gọi là thân thiện và chào đón luôn luôn welcome Phượng Thạch đến với cái vùng đất du lịch Hồ Tràm này. Rồi. Rất là mong chờ được tiếp đón mọi người đến với Hồ Tràm. Dạ. Yeah. Đến với Hồ Tràm thì nói chung chỗ ăn, chỗ ở, chỗ nghỉ chơi, nghỉ dưỡng, chỗ đi chơi thì cứ gọi Phượng. Inbox cho Phượng Thạch hoặc Phước Sửu theo số hotline bên trên nha. Chắc anh sẽ có một trải nghiệm, một chuyến du lịch tuyệt vời nhất có thể. Xin chào và hẹn gặp lại.